bữa nay cờ rớt 2-3 ngày mới nhắn tin cho em, chờ đợi mệt vãi lồn anh ạ, có nên dừng lại không anh? Người ta mới là cờ rớt thôi mà em. Em đâu có quyền đòi hỏi khi người ta là người yêu hay người ta là vợ em. Cờ rớt có nghĩa là kiểu em chỉ thích người ta thôi, và người ta vẫn còn đang có quyền lựa chọn và quyết định xem là có thích em hay có nhận lời yêu em hay không, hay là phản hồi lại với cảm xúc của bản thân mình để cho em biết được là người ta cũng có thích em hay không, đúng không? Nó là câu hỏi mở mà. 313 nhé. Đôi khi chạy chạm người ta không phải là tốt đâu. Mẹ luôn phải giữ một cái giới hạn và một cái ranh giới em ạ.